ngọt, miếng khoai tây, thêm cây kem của mẹ 5.000 mua riêng mà, và hành 74 để mẹ nội mình lấy có hai cây rồi, có một cây à. Mẹ lấy kem combo cũng có bằng kem nữa, combo một là lấy cái này hoặc là kem, con lấy cái này rồi thì con có lấy kem cho nên mẹ mới mua. Mở ra cho mẹ bỏ hạt kem xuống. Nói không có chịu nghe. Ai biết đâu, nãy tưởng đâu là nói là khi nào. Không được. Mẹ ăn à. Ý nó ăn tay nó cầm ta. Ok mà 5.000. 5.000 một kem. Đúng không? Vô đây thích ăn kem này nè. Mẹ dặn cái nắp lại gì con? Để lấy dặn. Chân. Bây giờ có một tay sao vậy? Thank you.
xuống này không? Có. Mẹ em kém. Vâng. Giỏi không ạ? Giỏi. Mà ăn gì mà Mỹ có chiếc chéo em sao nó không? Đó. Đó. Nhỏ em này lớn mà. Rồi ăn dữ rồi, xuyên đen tuổi ăn tuổi lớn rồi, ăn có chép chép thì sao nó nước ngọt à, phí nè, khoai tây kem cơm vô của nó thank you.
bằng tay chân đâu mà lấy. Nay thu hoạch nhiều quá ha. Đàn ha, sắt ha, ca ha, ruby ha, game ha, chocolate ha. Ôi, nước ngọt coca. Nó lộn. Lấy cái khăn giấy chùi đi mày. Mày ý nó chứ. Ừ, lấy cái khăn giấy chùi đi miệng. Giờ đặt cái khăn chùi cho sạch sẽ. Cay chưa? Thôi vậy thôi, lát lại chị thêm một xin. Rồi tóc tươi. Bỏ hả? Uống như cái ly vậy á, nó đòi đi về. Mình không bưng, mình không ăn cái đó nữa à. Không biết cái này. Sao bữa em đòi mua chiên ăn? Mình chiên lên xong là nó thành snack rồi. Cái này cũng vậy hả? Bưng đi, bỏ vô đây nè, cầm bưng về ăn đi. Tự nhiên bỏ hồ cũng vậy con. Ấy trời ơi, lụm lên thôi. Trời ơi, nó xài nó không có sạc pin gì hết đó, nó queo rồi. Tắt lụm rồi. Mấy bạn lớn mà có điện thoại rồi đó. Điện thoại để... Điện thoại rất dở. Internet thôi chứ không có gọi nghe gì được hết đó. Chỉ vô internet rồi. Chụp hình cũng được dạ. Nhưng mà không chụp giỏi. Ừ. Ý còn không chụp hình giỏi. Rồi xong rồi đó. Rồi đi nhanh gọn lẹ xong hết chưa? Đàn guitar, đàn guitar. Ok đây xuống chỗ nào. Thích đi, thích đi. Mẹ gái con nhớ nha.
Còn ăn cuối cùng. Chị nhớ không ăn cuối cùng. Chị cũng xuống một tiền đi. Đi xuống nữa. Không. Đi giờ. Cái chỗ mẹ gửi theo mẹ còn không nhớ thì làm được gì. Trời ơi. Con nói cho mẹ biết nha. Cái cầu thang á, đấy cái nhà nó ở dưới. Cái tầng này thôi, có một tầng này thôi. Có một tầng chứ mấy. Không có một, không có một tầng. Đó là người đó, người nữa. Đi lộn nữa rồi. Trời ơi. Nữa. Hỏi chỗ cái xe luôn.
hỏi hỏi cái gì vậy? Hỏi hỏi người ta cũng không biết là mình hỏi đâu. Hỏi là bãi giữ xe. Ý bãi giữ xe á. Đi con. Đi chào. Bộ xuống. Mình ra đây mình đi bộ xuống đi con ơi. Rồi ra đây đi bộ xuống đi. Rộn ràng quá. Mẹ không đi đâu. Em nói là hai tuần rồi không chịu nghe. Dù cái kia nó hai cây cũng không chịu nghe. Nó một cây. Giờ có nói là cái gì thì mẹ cũng bó chân. Tới cái cầu thang nha, cái cầu thang con nhớ rất là rõ nha. Cái cầu thang á, nó không có cao nè. Cái cầu thang là nó đục một lỗ ở đây. Cái cầu thang nó đi xuống thẳng luôn thì mày không biết. Giỏi ghê. B, tầng M, B. Cái cầu thang tầng hầm B lúc nãy luôn. Ủa vậy sao mình không biết lên ta? Mình không biết. Ok. Dừng nó xem.